Rất nhiều anh chị em học vang ở Việt Nam chúng ta ấy, chia sẻ với nhau rằng cầm ly vang dứt khoát nó phải ở dưới chân của cái ly như thế này thì mới là chuẩn. Liệu chúng ta cầm như thế này có được không? Tại sao một số chuyên gia, một số những người rất sành điệu, thậm chí những người cực kỳ hiểu am tường về lĩnh vực ngoại giao top hàng đầu thế giới luôn, người ta vẫn có thể cầm như thế này? Thì anh sẽ chia sẻ trong cái clip ngắn này. Xin chào anh chị em, sắp tới đây là năm mới rồi Tết, nhu cầu sử dụng rượu vang tăng lên rất nhiều. Khi mà dùng vang ấy, thì chúng ta cầm ly tách như thế nào cho nó chuẩn theo đúng chuẩn của quốc tế hoặc là theo đúng cái xu hướng chung trên thế giới. Những anh chị em mà đã học về sử dụng vang ấy, hay được chia sẻ rằng khi cầm ly vang ở dưới chân của cái ly đây như thế nào, cầm ở đây, không chạm tay vào cái bầu ly. Rồi một số người bảo rằng là cách cầm như thế này thì bởi vì là khi mà ta chạm tay vào thì cái ngón tay của ta có nhiệt độ, nó ấm nó nóng, nó sẽ ảnh hưởng cái ly vang, vân vân, mây mây. Cái đấy nó cũng không có sai, nhưng đấy là theo cái cách truyền thống người ta nói như vậy. Cũng giống như là khi mà rót vang ấy, khá nhiều anh chị em khi mà học về rót một ly vang ấy, thì hay được chia sẻ được các thầy hoặc là từ những người mà hướng dẫn về rót vang ấy. Đây, ví dụ rằng rót luôn rót như thế này, xong rồi là xoay cái chai. Nhưng đấy là một cái cách mà nó cực kỳ truyền thống, chẳng hạn như Giang rót chẳng hạn, thì Giang gần thì không bao giờ phải xoay chai cả. Đây là xong. Nhưng mà về mặt lý thuyết ấy, thì các thầy hoặc là những người hướng dẫn thì hay nói rằng là khi mà rót vang thì gần hết là phải xoay chai để không rớt cái giọt xuống, rồi lấy một cái khăn lau lại. Đấy là cách hoàn toàn truyền thống mang tính chất rất là lý thuyết. Thì bây giờ hôm nay Giang mới chia sẻ là tại sao như thế. Cái cách cầm ly ở đây ấy, thì nó bắt đầu ra đời từ cách đây vài trăm năm, khi mà công nghệ mà làm ly thủy tinh hoặc ly pha lê nó ra đời ở Âu Châu. Thì những cái buổi dạ tiệc ấy, thì các tiểu thư đài các hoặc là những quý tộc ấy, hay đi lại giao lưu và cầm một ly vang. Hồi đấy là chưa có đá lạnh, cái đá để ngâm cái chai vang ấy rất là khó khăn, nó rất là hiếm. Mùa đông người ta phải tàng trữ, phải cào tuyết, những tuyết rơi xuống người ta đào những hồng rất là sâu và nén đầy tuyết vào trong đấy để người ta lưu trữ, hoặc là người ta phải mang tuyết từ những vùng đỉnh núi cao xuống để mà chỉ những nhà rất là giàu có hoặc là tầng lớp rất là quý phái mới có điều kiện để làm đấy. Xong người ta tàng trữ, đào những hầm sâu trong lòng đất và người ta phủ kín lại, lấp kín lại rồi người ta tàng trữ đá, tàng trữ tuyết. Rồi hồi đấy chúng ta chưa có tủ lạnh, và mỗi lần như vậy, những bữa tiệc như vậy, người ta mang những cái cục đá cục tuyết mà đã tàng trữ sâu trong hầm lên mà người ta ngâm chai vang. Mà những bữa tiệc của giới quý tộc châu Âu ngày xưa nó kéo dài đến hàng nhiều giờ liền, và người ta cứ đi lại lại với nhau, người ta giao lưu như thế này, thì người ta cho rằng khi mà cầm cái ly vang mà chạm vào đây, cứ đứng và nói chuyện giao lưu với nhau mà cầm lâu như vậy, giới quý tộc ngày xưa uống thì ngụm nhỏ nhỏ thôi để còn nói chuyện nhiều mà, thì cứ cầm, cứ đứng nói chuyện xong là khiêu vũ rồi cứ cầm ly như vậy, thì cái ngón tay nó chạm vào cái ly vang sẽ làm cho ấm nhiệt độ của ly vang lên. Trong khi đó đá lạnh để ngâm vang thì cực kỳ hiếm, cho nên người ta cố gắng là không có chạm tay vào. Đấy là về truyền thống như vậy. Còn ngày nay ấy, thì chúng ta rót một ly vang ra trong một buổi ăn tối, ngồi nói chuyện, kể cả chúng ta đứng giao lưu thì một lát thôi, 15 phút là chúng ta đã uống hết rồi, và những người phục vụ là đi liên tục rót. Và ngày nay thì chúng ta sẵn đá vậy, uống hết thì người ta lại rót vào liên tục. Thì cái chuyện mà cầm như thế này là về mặt truyền thống, còn nếu mà chúng ta có chạm vào như thế này thì nó cũng không thành vấn đề. Và trên thực tế thì là rất rất nhiều những tài tử giai nhân của Hollywood, rồi những người ở tầng lớp elite, tức là những tầng lớp cao trong xã hội Tây Phương, người ta vẫn có thể cầm ly như thế này. Thậm chí là rất rất nhiều người đẹp hoặc là rất nhiều người hùng trên phim, trên ảnh hoặc là trên thực tế, người ta vẫn cầm ly như thế này. Kể cả giới quý tộc ngày nay, chẳng hạn như là các công tước, bá tước, rồi nữ hoàng Anh thì vẫn có thể cầm ly như thế này. Bởi vì tại sao? Rót khoảng 10-15 phút đã uống hết rồi, và phục vụ người ta liên tục rót, thời gian đấy nó chưa đủ để cho cái ngón tay làm ấm cái ly vang đã hết rồi. Mà hơn nữa, cái ly thủy tinh ấy, cái sự truyền nhiệt nó rất là lâu hơn rất nhiều so với cả kim loại. Cho nên mà chúng ta cầm ly như thế này, ông chia sẻ là nó hoàn toàn mang tính chất lý thuyết và nó truyền thống. Còn ở thế kỷ 20-21 này, chúng ta vẫn có thể cầm như thế này và vẫn cực kỳ hiệu quả. Thêm một cái này nữa, một số tiểu thư ngày xưa, tầng lớp quý tộc ngày xưa thì hay đi găng tay trắng ấy, thì cầm cái ly như thế này cũng là một cách để mà khoe cái găng tay của mình cho nó điệu đà hơn chẳng hạn. Còn ngày nay thì vẫn còn nhưng mà ít, thì chúng ta cầm như thế này thì nó không có sao cả. Chúng ta đừng có cầm như thế này, cầm như thế này thì nó rất là xấu, nó không có đẹp, và hơn nữa là những cái vết tay của chúng ta sẽ để đây này, vết tay để lại trên ly. Chứ còn nếu mà cầm ở dưới này thế này thì nó không có sao cả anh chị em nhé. Tóm tắt lại là cầm ly vang thì nhìn lên như thế này, hoặc là thậm chí có thể cầm một chút chạm vào đấy cũng không có sao cả. Chúng ta không nên quá lý thuyết, không nên quá máy móc, dứt khoát phải khư khư lúc nào cũng phải như thế này. Rất nhiều người vẫn có thể cầm như thế này.
Đấy, cheers.